chị nám hỏng ấy. Vâng. À chị chữa ở chỗ khác đúng không? Ừ, thế á. Thế mà đến đây vẫn được gặp như thế này là nám hỏng ấy. Vâng. Ngày xưa là chị chữa ở đâu hả chị? Ừ, trên Hà Nội em ạ. À. Nó thấm đậm hơn ấy. Vâng. Thế có gì chị quảng cáo cho bọn em nhá. Chị giới thiệu nhiều mà. À thế ạ? À? Ừ, đợt trước chị mở shop quần áo ấy. Vâng. Nhiều người hỏi lắm. Chị giới thiệu chị nhiều mà. Giờ chị nghỉ rồi. À thế ạ? À? Vâng. Giờ chị ở Trường Chinh. Vâng.